con hãy về dâng lên mẹ đấng đầy uy linh. Ngàn hoa hương thơm đung đưa theo từng ngàn cơn gió, con kính dâng lên mẹ, mẹ chính là mẹ Thiên Chúa của đời. Giáo sứ thân yêu, nguyện cùng nhau vun đắp đón con cái bên mẹ tư nhân, luôn sống khiêm nhường như gia đình Nazareth xưa. Mẹ về trời lân cả hồn xa, mẹ đẹp xinh tươi lung linh như hào quang chiếu xa, muôn phúc ca tụng mẹ, mẹ trên trời người bên Chúa cao xa. Mẹ Maria, con xin mẹ chỉ bảo chúng con, nguyện đời con nói theo bao việc làm mà cái yêu thương, là chàng hoa dâng lên mẹ nhân đức cao sang hiền vinh, xin đổ phúc lành cho từng chúng con của mẹ, nguyện cùng nhau vun đắp đón con cái bên mẹ tư nhân, luôn sống khiêm nhường như gia đình Nazareth sáng năm 7 năm bây giờ.
tràn hoa măng côi, xin dâng về Thiên Chúa tình yêu. Lời kinh sám tôi muôn tâm tình con mẹ cầy tin, cuối xin Ngài xót thương cho đoàn con trọn nghĩa ân tình. Niềm tin phó thác qua lời kinh mẹ hứa khi xưa, kết tràn mân côi hương thơm kinh tiếng dâng mẹ. Vui mừng thương sáng niềm suy bao hồng ân Chúa, hát lời hoan ca tung hô dân thánh uy quyền. Xin mẹ thương cho cầu phong đất ban bình an. Tràn hoa mẫn côi con dâng lời khen chúng mẹ yêu, đầy ơn phúc Chúa qua bao đời nhân thế người ca. Đóa hoa hồng ngát hương lan tình thương đời sống khiêm nhường, là sao mai sáng nơi trần gian mẹ chiếu soi đường. Kết tràn mân côi hương thơm kinh tiếng dâng mẹ, vui mừng thương sáng niềm suy bao hồng ân Chúa, hát lời hoan ca tung hô dân thánh uy quyền. Xin mẹ thương Chúa truyền tin mừng khắp quê hương.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn. Lên bài hoan ca tri ân vì Chúa đoái ban hồng ân cứu rỗi, xin cất lên lời liên khúc tạ ơn vì cả một đời Ngài ban xuống ơn trời. Trên đường con đi gặp mây giăng lối thì Ngài thay đưa lối dẫn đau thương, được Ngài thương cứu giúp giải thoát cho cuộc đời. Xin hát lên bài ca khúc tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng con ơn lành. Xin hát lên bài hoan ca tri ân vì Chúa đoái ban hồng ân cứu rỗi, xin cất lên lời liên khúc tạ ơn vì cả một đời Ngài ban xuống ơn trời. Khi đời thường đau gặp bao giông tố thì Ngài cho giông bão đã biến tan đi. Khi gặp không vui, khi gặp Ngài thương nâng đỡ đã úi ai vỗ về. Đã ban cho chúng con ơn lành, xin hát lên bài hoan ca tri ân
vì Chúa đoái ban hồng ân cứu rỗi. Xin cất lên lời liên khúc tạ ơn vì cả một đời Ngài ban xuống ơn trời. Trên đường con đi gặp mây giăng lối thì Ngài tươi đưa lối dẫn tới vinh quang. Khi gặp gian truân, khi gặp đau thương, được người thương cứu giúp giải thoát cho cuộc đời. Khi đời thường đau gặp bao giông tố thì Ngài cho giông bão đã biến tan đi. Khi gặp không vui, khi gặp cô đơn, được người thương nâng đỡ đã úi an vỗ về. Làn mây bay bay theo gió, chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn ngay bên. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Trần gian say xưa con bước, quên lối về lạc bên mê. Quê nhà yêu xa mất rồi, mất rồi. Ngài đã dù thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bên an vui. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa như mẹ, biết noi gương các nhân đức của mẹ, để sau cuộc đời này chúng con cũng được vào thiên quốc dự tiệc vui bên mẹ. Chúa cũng tạo thành trời đất, Chúa muốn cho người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả Giuse, chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để lại. Là Chúa toàn nhiệm vụ, Chúa đã giao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài.
giọt vang khắp muôn đời. Nơi huy hoàng kiều quang các thánh thần ca hát, hòa kinh nữ vương chín tầng lưu luyến, cao đường tòa cực sáng xuống phúc lành. Chôn chung cây an bình sáng tươi, lời hoan hỷ còn vang khắp muôn đời. Xưa bởi ngành về xe thắp nở màu sinh tốt, lưu tiếng ve vàng
trời hoa, đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà. Chân con nhẹ lướt trên đồi gió, hãy về, hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Một trời hoa, đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà. Chân con nhẹ lướt trên đồi gió, hãy về, hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Đây cành hoa trắng trời, khi màn đêm lắng buông, đóa hoa Huệ tỏa ngát. Dâng mẹ ngàn hoa ngát hương, tim hồng xanh trắng đỏ vàng. Dâng mẹ lời ca mến thương, còn thắm nước trên môi hồng. Một trời hoa, cả một trời hoa. Con nhẹ lướt trên đồi gió, hãy về, hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Đây cây hoa cúc xinh sắc vàng hương thắm tình, cho đời muôn ý thơ cõi tâm linh bừng sáng. Trời hoa đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà, chân con nhẹ lướt trên đồi gió, hãy về, hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Trời hoa, cả một trời hoa, đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà. Chân con nhẹ lướt trên đồi gió, hãy về, hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Trời hoa.
bát ngát thiên nga. Mẹ là mùa xuân ân ban, dẫn bước đường con đi muôn phương. Mẹ là bài ca du dương, mang cho đời niềm nhạc dịu êm. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xin phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời ngây ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Thiên Chúa uy linh giang ngời, con cất lời tán dương mẹ muôn đời. Mẹ là giọt sương long lanh giữa mây trời bát ngát trong xanh. Mẹ là hồng thiên ban ơn cho ai người biết đến kêu xin. Mẹ là niềm vui hôm thank you.
biệt là hôm nay chúng ta cảm thấy thời tiết đổi sang thì có thể đi bị mưa và không thể giữ được, nhưng mà do ban cầu trên trời chúng ta để có được bổ dưỡng hàng hoa và kinh thành du xe và toàn thể của chúng ta. Chỉ vì thế mà hôm nay sự hiện diện với lòng yêu mến của du xe và bảo quản chúng ta thấy trên đàn này có cha cố du xe yêu của chúng ta ngày đã được nghỉ hưu, nhưng ngài vẫn sẵn sàng đến với cộng hòa chúng ta. Chúng ta đổ một tràng pháo tay lớn. Một ngày nữa thì chúng ta thấy có sự hiện diện của cha du xe được giáo sứ Kỳ Mạc và cha tôn được giáo sứ Nguyễn Sơn, cha du xe ở giáo sứ La Hạc là những cha lân cận của giáo họ cha mà chúng tôi đây để chúng tôi lên cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta cũng mong một tràng pháo tay. Bên cạnh nữa thì có ban hành giáo của các nơi và giáo họ các có quý thầy quý sơ và cộng đoàn chúng ta nhân ngày tuần lễ vận này chúng ta đồng chạm vào tay để có thể đến hôm nay thì còn thêm một điều nữa đó là có một lớp sư tổ rất lễ đầu hôm nay các em sẽ được sư tổ và rất lễ lần đầu. Bên cạnh thì công cuộc xây dựng của chúng ta cũng còn đang tiếp tục, cho nên khi thành công của lễ xin cộng đoàn chúng ta cùng với thầy cô sẽ để tạo điều kiện cho công trình của nhà chú sớm được hoàn thành và được phổ biến lại ở đây chúng ta cũng vào sự nhân dân cha và con và thánh thần Chúa cùng anh chị em và cùng cha kính yêu những bạn anh chị em của thần linh Chúa Giêsu Kitô ngài nói cha ta đã cũng là với lời điều một ngày lễ quan này của chúng xe tạo tức là đoàn tới những công việc được hoàn thành thì chúng ta hôm nay bước vào thánh lễ với tất cả những sự tình của con người chúng ta đặc biệt là đời sống thiêng liêng đời sống đạo đức bên cạnh ngoài cái đời sống thiêng liêng và đạo đức còn những công việc khác để làm sáng danh Chúa qua việc cần làm của mọi người nhưng để điều đó được đạt được đời của một con người của chúng ta sẽ trở nên những con người thực sự là kinh nghiệm trước mặt Thiên Chúa để Chúa Chúa thanh tẩy tâm của chúng ta qua những lời nói việc làm những suy nghĩ sai trái đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa thì giờ đây Chúa Chúa ban để chúng ta xứng đáng trở thành bỏ tôi cùng Thank you.
đã hú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa và người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ, ma hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo cần. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng ta đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc mọi người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ. Người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong ngày đó người nghỉ việc tạo thành. Đó là lời Chúa. Oh,
nguyện cho bình an của Chúa Kitô là chỉ cho lòng em. Sự bình an mà anh em đã được gieo gọi tới để làm nên một thân thể. Anh luôn mấy cảm tạ Thiên Chúa và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động. Tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì dám thêm Chúa Giêsu Kitô. Nhờ người mà cả ơn Thiên Chúa Cha, tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chớ không phải cho người đời. Vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa cho ban. Nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Hướng tới sự
toàn diện trong Thiên Chúa. Trong cái sự tạo dựng cái con người đấy, Ngài tạo dựng cái vũ trụ vạn vật và con người, nhưng mà không phải là cho nó hoàn thiện đúng ngay. Ngài để dành lại đó một phần để cho con người cộng tác với Ngài để hoàn thiện vũ trụ vạn vật và thế giới này, cũng như hoàn thiện chính mình. Nếu mà Chúa làm tất cả mọi sự ra để cho con người chỉ có dừng sức ở đó thôi, thế là trong vườn bị đàn thì chúng ta thấy là ông bà xem ra Adam và Eva cũng khổ, ở trong đó không được bao lâu rồi tội lỗi ma quỷ mới đến, rồi nó là xâm nhập, rồi bất hại bất cứ tất cả không còn ở trong đó nữa, bởi vì không làm theo cái hoạt ảnh và hình ảnh của Thiên Chúa, đó là làm theo cái hoạt ảnh và hình ảnh của mình, bắt Chúa theo mình, cho nên là nó sai lệch đi, cho nên vườn địa đàng không còn nữa mà đủ biết đâu. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục, Ngài không phải là nó đến để mặc kệ con người hoàn thiện nó, Ngài muốn đồng hành để cho con người trở nên và mỗi ngày nên sống một ngày hơn. Chính vì thế cho nên là Chúa muốn cho con người cộng tác với Ngài, làm cho thế giới, làm cho con người, làm cho vạn vật nên tốt lành, mỗi ngày tốt hơn, mỗi ngày muốn nên hoàn thiện hơn. Sau đó khi mà chúng ta thấy khi Thế Chúa Giêsu làm được những phép lạ, làm được những điều cả thể, Ngài giảng dạy người ta theo Ngài, giảng dạy như đấng có uy quyền cho người bệnh được khỏi, cho người chết sống lại, ma quỷ đẩy lui. Về đến nhà, bởi đâu Ngài cũng tiếp cận, họ không cần ngạc nhiên để họ tìm hiểu về Ngài, để họ có thể bước Ngài lắng nghe và thực thi những gì mà Ngài truyền dạy cho nó tốt hơn đâu. Nhưng mà người ta không muốn khinh chê, ông này là con ông thợ ở Du Xe, con bà Maria trong làng xóm của mình thì họ ăn thua gì đâu. Họ đặt câu hỏi, họ có vẻ khinh thường, họ khinh thường rồi thì họ không muốn lắng nghe, không muốn làm theo, và loại trừ những Chúa Giêsu không làm phép lạ nào ở đây. Nếu mà họ tìm hiểu, họ đặt vấn đề như vậy, họ đến họ hỏi han, họ lắng nghe để rồi Chúa chỉ bảo cho họ chắc là tốt quá, nhưng mà họ không thường tầm thường thôi, có gì đâu. Con ông thợ mộc trong làng, thợ mộc quèn, con bà Maria ấy, vậy mà con ông thợ mộc quèn ấy lại trở nên ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại này, để thay đổi cả thế giới này, để đem con người trong nhân loại này trở về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ qua việc Ngài làm theo thánh ý Chúa Cha, Ngài dâng trọn cuộc đời của mình để làm nghi lễ, để đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Nhiều phần đồng lễ trai chủ tế trai sứ của anh chị em cũng đã nhắc lại lời Chúa Giêsu: Cha ta làm việc, ta cũng làm việc, làm việc để cải hóa thế giới, làm việc cứu độ thế giới, làm việc để đưa con người trở về với hình ảnh trọn vẹn, đó là hoa ảnh, là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta trở lại với Thánh Giuse trong thánh lễ hôm nay. Con ông thợ mộc ấy mà làm được những việc cả thể, chắc chắn về phương diện tinh lý chúng ta biết rồi, Chúa Giêsu là con Chúa Cha, Thánh Giuse là cha nuôi. Nhưng mà cha nuôi trong cái sự thờ đơn nghèo ấy có thể nuôi được con Chúa ở nơi nhà mình. Con Chúa từ khi thụ thai trong lòng mẹ, sinh hạ lớn lên trong sự thờ đa dạng ấy, với bàn tay tầm thường của Thánh Giuse mà cha ban cho thế giới, đấng cứu độ, đấng là Thiên Chúa, đấng đem lại ơn giải thoát và sự sống đời. Vậy thì chúng ta hãy chiêm ngắm Thánh Giuse một vài điểm trong ngày lễ Thánh Giuse quan thể giáo hội chúng ta này. Thánh Giuse là đấng luôn luôn biết lắng nghe, và biết lắng nghe thì mới biết lựa chọn để phân định đâu là ý Chúa, đâu là ý mình.
Đấng Giuse tác giả. Vậy thì người con đang lưu lên trong bụng mẹ là ai đây, là thế nào? Chúng ta thấy Kinh Thánh chỉ nói vắn tắt về Ngài thôi. Ngài là Đấng Công Chính, cho nên muốn tìm một cách khôn ngoan nhất theo kiểu người đời, đó là một đấng về nhưng rút lui. Ngài đã đủ Thiên Chúa Ba Ngôi Thánh Quyền để cầu nguyện, để lắng nghe. Dù là trong giấc mơ, chúng ta thấy là trong giấc mơ nó có nhiều những cái ảo ảnh lắm, không biết là nó có thật hay không. Thế nhưng mà cái giấc mơ của Thánh Giuse thì khác hẳn. Chúng ta thấy trong giấc mơ ấy, Thiên Chúa sai sứ thần đến để nói việc hãy đón Maria để làm bạn mình. Người con mà Maria đang cưu mang đó là con Thiên Chúa. Do đời Chúa Thánh Thần ấy, Giuse cộng tác với Thiên Chúa, cộng tác với chương trình của Thiên Chúa để đón được Maria về nhà, để Maria sinh hạ đấng cứu thế. Đây là con Thiên Chúa và là đấng quyền là cha nuôi đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Cho nên khi tỉnh giấc, Thánh Giuse đã thực hiện như lời sự thần truyền. Phải phân biệt lắm, phải lắng nghe lắm mới có thể lựa chọn đó là Thiên Chúa rồi, đó là Thiên Chúa rồi, chứ không phải là theo ý mình nữa. Cho nên cái chương trình của mình sẽ hủy đi để cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện. Rồi chúng ta thấy người sinh hạ đấng cứu thế trong hai tháng bên nhau vất vả, chẳng muốn có phải là nơi cao sang, chỗ đó tưởng rằng bình an nhưng vẫn không được. Dù xe hãy chỗ dạy tiên con trẻ và mẹ người chỗ xa lên đồng, vì hê đô đê đang dình bắt, đang dình hãm hại, phải bảo vệ con trẻ, bảo vệ mẹ người, dù là phải tị nạn đi ra xứ người, nhưng ngay ban đêm ngay lập tức dù xe đã thực hiện, bởi đây là thánh ý Chúa. Rồi hơi cơ cô đơ đã băng hà, thì sứ thần Chúa lại vào đó một em con trẻ về, vì hê cô đê đã qua. Nhưng trở về nơi Jerusalem đã là một cái nguy hiểm cho cái tính mạng của con trẻ, cho nên Ngài tìm cách để gìn giữ bảo vệ Chúa Giêsu một cách an toàn nhất là đưa về Nazareth. Chúng ta thấy Thánh Giuse đã tìm một cách để phân định theo cái suy nghĩ của con người mình, hay tìm cách để lựa chọn cái ý Thiên Chúa. Nên Ngài đã lắng nghe Thiên Chúa và thực thi Thánh Ý. Điều thứ hai mà chúng ta thấy nơi Ngài nổi bật đó là lạc. Trong khi chúng ta thấy Ngài không nói một tiếng nào, nhưng mà là Ngài chỉ lắng nghe tiếng Chúa và làm theo cái ý Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy ngay tức khắc hay là ngay khi tỉnh giấc, Ngài đã thực hiện như là sứ thần truyền. Đó là những điều này để cho chúng ta thấy một người cha, một người chủ trong gia đình, là trụ cột trong gia đình, luôn phải lắng nghe tiếng Chúa, luôn làm theo những gì Thiên Chúa truyền dạy, làm hơn là nói. Tôi xem một chương trình ca nhạc, một bóng ngạc, một người con nói là có một người ta tham gia ý kiến là thế giới rất là sợ người Mỹ, bởi vì người Mỹ người ta nói là lại. Nhưng mà người Mỹ lại sợ người Nhật, bởi vì người Nhật người ta làm người Mỹ bắt. Nhưng mà người Nhật lại sợ người Trung Quốc, làm xong người Mỹ nói. Nhưng mà người ta bảo Việt Nam thì nói được là người ta làm được. Nhưng mà chúng ta thấy Thánh Giuse làm chứ không nói. Bởi vì chúng ta thấy cũng có những cái mà nơi xã hội chúng ta có nhìn thấy với người đấy cuối năm thôi, nhưng mà văn hóa cũng không. Người ta bảo con là tông không giống lông thì giống cạnh. Cho nên là con cái Thánh Giuse luôn học hỏi được như Thánh Giuse. Đối với cái xã hội của Sonia nhỏ bé này thì chắc chắn là hơn giáo hội Bình Chính một tí về số người. Thì Bình Chính có 420, tôi thấy ở đây nói là 470. Lúc bình thường, lúc mà chưa làm thì ngôi nhà là
hơn cho nên làm nhanh hơn một chút, đây thì to hơn cho nên phải làm lâu hơn một tí, đương nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà cứ nói không thôi mà không làm thì làm sao được. Nhưng mà chúng ta thấy là đương nhiên thì lên đây rồi, nó làm cho chúng ta thấy là công khó lao ơn Chúa, sự cộng tác của tất cả mọi người, cộng tác với Chúa, cộng tác với giáo hội, cộng tác với giáo phận, cộng tác với cha xứ. Cho nên tất cả những ước mơ, ước nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và ban thưởng cho chúng ta. Và hôm thứ nhất đường nguy nga và lộng lẫy này là lung linh lộng lẫy và long lanh, không có gì khác nữa. Cho nên chúng ta hãy sắp đến ngày khánh thành. Cái đây là một hình tượng đăng cai chúng ta đã đi đáp lại. Giờ Chúa sẽ củng cố việc tay chúng con lại. Đó là điều mà chúng ta cần mong. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ nói không thôi thì không có. Nhưng mà chúng ta bắt tay vào lại. Tất cả mọi người được cộng tác với nhau. Những người không còn làm được cái gì nữa, những người không còn cộng tác bằng vật chất nữa thì hy sinh cầu nguyện sớm khuyên. Những người có khả năng vừa vừa thì cũng đóng góp hết cái khả năng của mình. Những người mà Chúa trao ban cho nhiều hơn thì lại dâng hiến nhiều hơn. Tất cả mọi người được cộng tác với nhau để làm nên nơi thánh đường. Rồi chúng ta sắp tới ngày khánh thành, cái tổng giám mục về sẽ làm phép để thánh hóa cái thánh đường, để thành nơi chúng ta cầu nguyện, để thành nơi chúng ta rèn luyện các nhân đức, nhất là đời sống đức tin, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta cũng trở thành niềm vui bình an của Chúa, để niềm tin mừng cho nơi cứu độ của Chúa đứng trong nhân dân và để cho mọi người. Tất cả những nỗ lực của chúng ta như thế, đó là chúng ta đang loay hoay bắt chước Thánh Giuse. Nhưng mà chúng ta phải làm hơn thế nữa, như thứ điều làm nghe không phải để chúng ta tự hào về vật chất, nhưng là làm được con người của chúng ta, làm nên cái giá trị của Kitô hữu chúng ta, làm nên cái hoàn cảnh và hình ảnh của Thiên Chúa, làm nên sống vị thánh quan thầy mà chúng ta nhận là quan thầy đứng bằng trận giáo hoàng giáo sư. Tất cả những gì mà chúng ta làm qua cuộc đời vật chất, qua những cơ sở vật chất này dù có nguy nga lộng lẫy nhưng không đem lại giá trị ơn cứu độ cho chúng ta thì mọi thứ đều là không bỏ đi. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy từng bước qua những gì mà chúng ta làm hôm nay nó sẽ đem lại những giá trị ý nghĩa, đem lại chúng ta bình an để vui hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Huấn luyện cho các em nhỏ dựa tội thì tập bé. Rồi đến hôm nay các em xin cầu xin lễ lần đầu đón nhận Chúa Giêsu vào lòng trong tâm hồn. Thế thì từ những cái cơ sở đền thờ vật chất cho chúng ta thấy là cái đền thờ tâm hồn quan trọng hơn nhiều, đó chính là tâm hồn mỗi người chúng ta. Tâm hồn chúng ta của chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, cho nên để thành một ngôi đền thờ chúng ta cần phải thanh tẩy, cần phải thánh hóa để tất cả mọi người về đây cầu nguyện tham dự thánh lễ, lấy lại cái đích thanh tẩy tâm hồn để thánh hóa chính bản thân chúng ta, thì ngôi đền thờ tâm hồn chúng ta cũng được thánh hóa để Thiên Chúa ngự trị, để rồi chúng ta đưa Chúa đến cho hai nhân và cho mọi người. Một lời mời bản giáo nói là chúng con ở đây thì hơi khô khan một chút, nhưng mà đối với đấng thì chúng con yêu mến hết mình. Yêu mến đấng là yêu mến sáu lời rồi, và yêu mến sáu lời là yêu mến Thiên Chúa rồi, chỉ cần cái hết mình thôi là ngon lành. Chỉ sợ là giữ lại tất chín phần của Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến giám mục chỉ có một phần tôi bị lo. Nếu mà yêu mến hết mình thì quá tuyệt vời rồi. Thế cho nên là tôi bảo là đối với giáo hội nhà thì cũng nhanh chóng thôi, ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy còn làm được, đối chi như là nhà sứ, nhà phòng chắc có mấy tỷ nữa, chắc là đối với giáo nhà quá đơn giản. Có đơn giản không? Đơn giản không? Tuy nhiên đó, ngôi nhà thờ này tôi thấy bảo cũng mười mấy tỷ rồi, 15 tỷ hay 12 tỷ rồi, mà ngôi nhà phòng thì chắc là chỉ được mấy tỷ nữa thôi, thì đối với giáo nhà là đơn giản như mấy tỷ đấy vào. Thế thì chắc chắn là trong những ngày tới, trong những năm tháng tới thì nó chắc chắn, nếu chúng ta tin vào Chúa, nếu chúng ta yêu mến Chúa, nếu chúng ta
ba cái trụ tại lên đảo núi cao. Mỗi lần đảo đấy là nhà thờ cái bé tôi cũng kêu gọi em được mấy trăm đô, nhưng mà giờ đã đi ngang được đến 17 tỷ. Nó quan trọng nhất là chúng ta cộng tác hay không, chúng ta yêu mến Chúa hết mình hay không, chúng ta yêu mến giáo hội hết mình hay không, chúng ta yêu mến giáo họ hết mình hay không. Đó là cái mà chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta khi chúng ta cố gắng hết mình. Thánh Chúa sẽ thấy cộng tác với Chúa hết mình, cầu tay với Chúa. Thế thì chúng ta cũng hết mình đi, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được sự chúc lành của Chúa. Chúa sẽ ban luôn luôn cho chúng ta điều chúng ta không mơ, không tưởng tượng. Hôm nay một số ông bảo như là giấc mơ, nhưng mà giấc mơ nó có cái lý của nó, giấc mơ nó có cơ sở của nó, chứ không phải mơ ảo, không phải giấc ảo. Nếu mình cộng tác vào thì giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi ước nguyện của chúng ta qua lời cầu nguyện của Thánh Giuse, ngài âm thầm lặng lẽ luôn luôn biết lắng nghe nhưng làm. Hơn đó chắc chắn tất cả mọi ước nguyện của chúng ta sẽ được Chúa ban ơn. Anh em đã được kêu gọi đến buổi tôn bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể hội thánh luôn hiểu biết với nhau, sống thánh thiện và yêu thương. Chúng ta
ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Để người thánh quyền cha thì giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là tâm một cha đã nhận thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế cùng với điều thần thiết của chúng con ca ngợi tôn thờ kính sợ và ân hoan chúc phục cha uy linh, xin cho chúng con được đồng thanh với cả hội thành thần tuyên xưng rằng: bảo vệ thánh gia, xin ca tụng kính mừng thánh Giuse. Người là gương cần lao chọn đời sống khiêm tốn, luôn thi hành thánh ý Chúa trọn đời. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Tụng kính mừng thánh Giuse, nguyện người thương chờ che, nguyện người thương gìn giữ những tâm hồn con cái đang gặp khó khăn. Xin ca tụng kính mừng thánh Giuse, người hằng luôn cầu thay, người hằng luôn nguyện giúp cho mọi người đến với Chúa nguyện xin. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời, luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Còn đến xin dâng thánh Giuse, dâng trọn đời con, dâng khó khăn trong đời,
xin người dù thương xin dãi gỡ giúp chúng con vững lòng cậy trông con phó thác nơi người. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse những khó khăn trong cuộc đời con. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse, nguyện xin người giúp con bình an. Ngày đoàn con đến xin dâng Thánh Giuse, với lòng thành tâm con phó dâng nơi người. Những chuyện buồn vui bao lo lắng trong cuộc đời, vững một niềm tin con phó thác nơi người. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse những khó khăn trong cuộc đời con. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse, nguyện xin người giúp con bình an. Còn đến xin dâng Thánh Giuse, sứ đạo của con xin phó dâng cho người. Xin người dù thương thương nâng đỡ các gia đình, vững một niềm tin luôn mến Chúa yêu người. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse những khó khăn trong cuộc đời con. Nguyện phó thác nơi Thánh Giuse, nguyện xin người giúp con bình an.